Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào ông Đoàn Trọng, thưa anh. Xin gửi lời chào đến anh Xuân Nam cũng như quý khán giả của truyền hình Việt Nam một hôm nay. Hôm nay thì theo như thường lệ, buổi ăn trưa của quý vị cùng với chúng tôi qua vài nhận xét về tình hình trên thế giới. Lúc nãy anh thấy hôm qua ở đây có một cái sự việc là cỡ khoảng độ 8 giờ mấy thưa anh, có một trận động đất. 8:06. 8:06 đúng rồi. Có một trận động đất và tôi ở trong nhà, cái nhà thấy nó rung rinh rõ ràng vậy. Và xem lại thì nó nằm ở thành phố Fullerton, nhưng cái địa chấn của nó chỉ có 3.5 thôi anh. Mà tôi thấy 3.5 mà mình đã thấy rõ ràng như vậy. Nếu mà đối với 5 chấm hoặc 6 chấm thì chắc là có một vài vấn đề. Đó là vài cái chuyện mà chúng tôi vừa mới cái nhà nó rung rinh chút xíu là nhiều người gọi lại liền trao đổi. Ô, có nhà có kia động đất kia động đất kia. Ồ, đây cũng là một trong những cái vấn đề mà cũng có thể chúng ta sẽ đối diện trong tương lai thưa anh. Thì theo nguồn tin chúng tôi ngay sau đó mở ra, may mắn nhất là không có sự thiệt hại người hay của cải gì to Dạ lớn. vâng. Là cái thứ nhất, trong vì cái trận động đất tuy nó 3.5 mới nằm sâu 6 cây 6 dòng 6 sâu lòng đất, Dạ, wow, rất chứ là sâu, cái là độ tác động về mặt đất nó ít hơn. thì thở lên ha. Chắc là anh em chúng tôi sẽ gửi đến một vài cái hình ảnh về kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào trong những cái giai đoạn mà chúng ta tạm gọi là một cái nền kinh tế có vẻ hơi bị khủng hoảng. Lẽ nhiên trong thời gian qua trong một cái đại dịch Covid-19 thì chắc quý vị thấy không riêng gì Hoa Kỳ mà toàn nơi trên thế giới đều bị ảnh hưởng này. Đặc biệt như là cái vấn đề gọi là bất động sản đầu tư đã bị một vài cái quốc gia có thể nó đi đến vấn đề sụp đổ. Nhưng có những cái điểm chính sáng nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đó là cái cơ hội việc làm chung của tất cả. Bây giờ thì chúng ta đã có nó như vậy là có tới việc làm tổng cộng như vậy là 8.74 triệu trong tháng, nó giảm tới 617 công việc, tương đương với 6.6% thôi. Bộ Lao động họ đã báo hôm thứ Ba là trong báo cáo hàng tháng thì đó là tổng số thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, và đưa cái tỷ lệ mở cho một cái lao động xuống còn lại 1/3 trên một dữ liệu khác là thứ việc đầu tiên, đó là cái số lao động nó bị giảm xuống là thưa anh Nam. Bộ Lao động hôm qua cũng cho biết rằng là tổng số việc làm mới được điều chỉnh theo mùa, tuy nhiên là lên tới là 8.73 triệu trong tháng, giảm tới 617 chấm. Và cái sự giảm số lượng này vì vấn đề tuyển dụng đã khiến tỷ lệ tuyển dụng số lượng lao động có mức giảm xuống, vì vấn đề không phải là vấn đề là không có công việc, nhưng vấn đề tuyển dụng hình như họ đặt một vài cái tiêu chuẩn khác. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang thì theo dõi chặt chẽ báo cáo được gọi là cái khảo sát cơ hội việc làm và tỷ lệ huấn luyện cũng như người luân chuyển lao động để tìm dấu hiệu cho cái sự giảm lao động này, thì chắc có lẽ càng ngày càng có nhiều dấu hiệu gia tăng. Đây là một trong những vấn đề mà đến kỳ bầu cử đến, và liệu ông Joe Biden có những cái đường lối mới như thế nào không cũng là một trong những vấn đề được đề cập đến rất nhiều. Và tối nay như thường lệ thì cuộc tranh luận của những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ được diễn ra, và hôm nay thì còn lại có 4 người mà thôi. Như những lần trước thì anh Sudan cũng đã chia sẻ với các khán giả là lẽ dĩ nhiên những người này bình nghĩa là tranh luận, nhưng chưa hẳn là có thể 4 trong số 4 người đó được tên vào trong danh sách ứng cử viên tổng thống. Vì đến bây giờ mặc dù cựu tổng thống Donald Trump không tranh luận, nhưng ông cũng là một trong những người hiện nay đang dẫn đầu, và cái tỷ lệ của ông đánh xa người thứ nhì lên đến một cái mức mà khó có thể có cơ hội mà ông Ron DeSantis có thể giữ lại cái thế cân bằng cùng với bà Nikki Haley. Tuy nhiên, hai người bà Nikki Haley và ông Ron DeSantis cũng có những cái dấu hiệu chuẩn bị, và không hiểu vì lý do gì lại có chuẩn bị kỹ càng như vậy. Thưa anh Xuân Nam, tại sao mà mình đã thấy rõ, mình tranh đơn cử mình đã thấy rõ ông này không có cách nào để đánh bại ông này được vì ông tới quá cao, nhưng mà hai người ứng cử viên đi đứng đứng thứ hai thứ ba vẫn tiếp tục như vậy, thế thì tiếp tục như vậy để có một cái mục đích gì thưa anh Xuân Nam? Tôi muốn nghe ý kiến anh về nhận định về vấn đề này. Dạ, tôi thì theo tôi nghĩ rằng thật sự ra cái con số rõ ràng và hiện thực là ông cựu tổng thống Donald Trump có một con số rất lớn. Nhưng cái con số này liệu có được bảo đảm cho đến ngày cuối cùng? Và cái thứ nhì đến điều quan trọng nữa là cái đứng về phương diện tranh cử cá nhân của ông Donald Trump liệu có được hiến pháp chấp thuận ở những cái ngày tháng mà sau khi những vụ án nó diễn ra hay không?
Thì đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta có thể nói bị được hay là không được. Nhưng những cái điều liên hệ với cái tu chính án thứ 14 và cái đoạn 3 thì cho thấy rằng nếu mà ông Tuân bị buộc, ông Đỗ Đức Trung bị buộc tội về những sự kiện mà gọi là lật đổ, cố ý lật đổ và cố ý làm sai phạm cái cuộc bầu cử, thì điều đó cũng có thể rằng cái ghế tranh cử của ông cựu tổng thống Donald Trump sẽ không tồn tại. Bởi thế đó là một cái bước chuẩn bị cho trong cái cơ hội và trong cái điều kiện mà nếu ông cựu tổng thống Donald Trump không được chấp thuận thì chắc có lẽ sẽ có những cái người ứng cử dự bị, tôi không dám nói chuyện dự bị, mà sẵn sàng thay thế ông ở cái chức vụ đó, thưa anh Sơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với Đoàn Trọng, bởi vì cái chỗ đứng của ông Trump rất là lung lay. Bây giờ thì các cái người mà kiện tụng theo cái tu nhân thứ 14, kiện tụng ông Trump á theo tu nhân thứ 14 điều khoản thứ ba đã lên tới tối cao Pháp viện. Và nếu mà có cuộc tranh luận này, nếu như ông Trump là ông nếu như ông Trump bây giờ nếu mà xử á, cái vụ mà phản loạn á, ngày 6 tháng giêng á, bị xử ông Trump có tội thì nó áp dụng vô điều khoản tuyên án thứ 14 điều khoản thứ ba, và nó có thể tước cái quyền hợp lý, được tước cái quyền mà ứng cử của ông Trump, dù ứng cử xã trưởng, quận trưởng, tổ trưởng hay là Như thôn là trưởng những cũng được, chức vị như mà trong chính phủ là đều không được làm đó. họ không được làm. Mà như vậy thì hiện nay một số tòa tại địa phương đó, thì xử ông Trump họ được quyền ra tranh cử, nhưng mà cái người mà phản những cái người mà chống đối ông Trump đó, theo cái tôi đang thứ 14 điều khoản thứ ba, họ tiếp tục có thể lên tới tối cao Pháp viện. Mà nếu cùng lúc đó mà ông Trump bị xử một cái tội, nó có tội đó, thì càng chết nữa. Cái cơ hội mà ông Trump ra tranh cử lần này nó có thể bị nó có thể bị truất, bị cái thứ hai nó là gì, một có một thứ hai nữa, nếu ông ta vẫn được ra nhưng mà khi mà tòa án nó kết tội ông ở tù mà ông vẫn được ra, thì cái số theo ước tính đó, là số người ủng hộ ông Trump bị giảm rất là đáng kể. Không ai muốn ủng hộ người tổng thống làm ở trong tù. Xe giảm nước Mỹ hết người sao? Cái thứ ba nữa, cái tình trạng sức khỏe của ông Trump á, hiện nay ông lú lẫn tôi nước Khánh này Sai chữ nè. Ông nói chưa tác đánh chưa tội tùm lum hết á. Thì người ta nói một người mà trí óc ông có thể có vấn đề. cái thật sự ra thì thưa anh, đến bây giờ dư luận dân chúng Mỹ có thể nói 10 người hết 7 người đều đồng ý rằng Hoa Kỳ đang lâm vào một cái tình trạng khó giải quyết ở chỗ những vị lãnh đạo, mà có thể nói những người lãnh đạo này hình như cái tuổi của họ hình làm cho người dân Hoa Kỳ không mấy hài lòng. Tôi phải xài cái chữ cẩn thận là làm cho người dân Hoa Kỳ không mấy hài lòng về tuổi tác của đó. Ngay cả ông Joe Biden cho đến ông cựu tổng thống Donald Trump, lẽ nhiên họ vẫn còn có những cái nghị lực, những cái sức khỏe để có thể đảm nhiệm, nhưng trong cái thời gian ở một cái chức vụ mà trong cái thế giới đa năng hiện nay đang gặp nhiều cái phiền toái như vậy, liệu cái sức khỏe đó có đủ để đương đầu hay không? Thì chắc thì đó là anh thấy, anh vừa tôi vừa nói là anh cũng là thấy có một câu trả lời rõ ràng là không. Nói về cái sức khỏe nó cần đòi hỏi rất nhiều một cái trí tuệ thông minh trong một cái tinh thần trạng và trên trang cái thân thể tráng kiện này, chứ chúng ta không nói như vậy thì để chúng ta có thể đi quá sâu vào đời tư của những vị lớn tuổi và đặc biệt là sẽ những người lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, đó là một cái sự việc. Với tính nữa tôi thì tôi thấy có một cái vấn đề này, đã đến lúc Hoa Kỳ hình như sau thời kỳ ông Trump 4 năm ở nhậm chức và kỳ ông Joe Biden lên làm tổng thống, hình như cái vấn đề có thể nói là cái vấn đề cá nhân và vấn đề sử dụng cái thời giờ để đả phá nhau nhiều hơn là xây dựng cái quốc gia Hoa Kỳ này, thưa anh. Thì người ta cho rằng ông Trump hiện nay á, là thứ nhất là nói bậy những cái chuyện ông cho rằng ông cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận, và tất cả ông cứ rêu giảng cái đó không được. Nhưng mà cái đó là tất cả mọi người đều cho rằng ông Trump nói bậy. Cái điều nữa là cái điều này kinh hoàng hơn nè, là cái tấn công của những người bên vòng ngoài và vòng trong
Bây giờ cái tấn công chưa rõ đâu, bây giờ cái tấn công nằm, tôi bữa qua tôi đọc một bài tấn công của Lee Journey, con gái của ông Dick Journey, phó Literally, yeah. Lee Journey, phó tổng thống, cựu phó tổng thống, và cô Lee Journey này nói bầu cho ông Trump thì nước Mỹ sẽ, đây là lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ. Mẹ ông Trump sẽ biến cái ghế tổng thống thành một ghế nhà vua, và ông sẽ ngồi ngự trị trên đó, không chịu cho không chịu hết 4 năm về hưu nữa. Vậy nhờ như vậy là ông dùng quân đội, dùng tất cả mọi phương tiện quyền lực độc tài để biến nước Mỹ thành một 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 một, 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 một nước phong kiến nhà vua. Thì cái đó thì mà ông là thượng nghị sĩ và bạn thân của ông Trump có phản đối lại. Nhưng cái tôi khi mà tôi cho rằng cái lực lượng chống ông Trump Không đủ, không nó đủ lực lượng chống Trump nó thì để sẽ tiếp tục lên những làn sóng, tiếp tục tung lên ba 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 báo chí, những nguồn tin nó scare voters. Và cái điều nữa là cuối cùng bây giờ hiện nay tôi không tin ông Trump, mặc dù về mặt xác suất đó thì ông Trump có 50% sẽ đậu, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không tin ông Trump sẽ thắng cử. Lý do là sao biết không? Thì sao anh? Cái rủi ro lớn quá, rủi ro thì cho nước Mỹ lớn quá, nền dân chủ có thể kết thúc từ đây. Tôi theo cái nhận định của anh thì nó có vẻ hơi phóng khoáng và có vẻ hơi giật mình một chút xíu, vì không ai có thể tin tưởng nước Mỹ nó sẽ đi đến một cái giai đoạn như vậy. Nhưng qua những cái biến chuyển trong những năm vừa qua thì tôi thấy rằng có thể nói phần lớn việc trước tiên chúng ta xây dựng cái quốc gia Hoa Kỳ là trên cái tinh thần dân chủ và tự do, mà tôn trọng ý kiến của mọi người, đừng có đi ra ngoài vòng pháp luật mà thôi. Nhưng pháp luật của Hoa Kỳ nó có những cái kẽ hở, mà những cái kẽ hở đó có thể dẫn đến chế độ độc tài với một người mà có thể nói luôn luôn có cái đầu óc độc tài trong mình. Mà khi anh, tôi nghe anh nói khi mà ông trở thành hoàng đế tôi nực cười, nhưng mà tôi lại nhớ lại ngay tức thì ông bà mình nói một câu rất đúng anh ơi. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét bỏ hòn nó cũng méo. Nó rõ ràng như vậy. Khi một cái lực lượng gamma của ông, lực lượng những người mà có thể nói họ nghĩ rằng ông Trump mà thôi, ông Trump mà thôi, ông Trump mà thôi, thì chắc chắn mọi chuyện nó sẽ xảy ra ngoài ý muốn như thường. Có nghĩa rằng bầu cử kết quả cũng vẫn có thể lật ngược lại được. Thì tôi nghĩ rằng nếu đại cử đi đoàn mà bầu cử ông Joe Biden lên thắng với một cái số phiếu mà có thể nó chênh lệch nhau như thế nào là điều đó có thể xảy ra, thì có thể rằng Quốc hội với đại cử tri đoàn họ đi đến một cái vấn đề mà họ không có đủ được đủ cái số phiếu, thì lại lại là có thể đó quốc hội phải biểu biểu quyết, mà lúc đó thì ông Trump lại lên, và cứ tình trạng như vậy hoài một vài năm nữa cũng lại không có đủ số phiếu, lại cứ như vậy hoài. Thì tôi thấy rằng anh nói có lý, bắt đầu tôi nghĩ là anh nói có lý và bà Liz Cheney nói có lý, thì mọi người đều không biết đứng. Tôi thấy một cái vấn đề không có giải quyết được, rõ ràng là không giải quyết được, vì cái lực lượng mà gọi là những cái người mà đã mang ân xá, mà ơn ân xá của ông, tất cả những bài báo hôm nay đều nó viết rằng những người được ông ân xá họ sẽ trả nợ một cách rất là tích cực và ân tình cho ông cựu tổng thống Donald Trump. Những người đã từng được ông Donald Trump ân xá trong 4 năm cầm quyền hiện nay đang vận động tích cực để hỗ trợ cho ông ta trở lại Nhà Trắng, mà cái lực lượng đó không nhỏ nha thưa anh. Khi chúng ta có một cái lực lượng mà sống chết với mình, nghĩa là không cần biết gì hết ngoài biết cái mục đích mình cần thực hiện, thì cái đó là một trong những vấn đề rất khó khăn thưa anh. Và có thể nói cái số tuổi của ông, chúng ta nói ông Joe Biden nhiều tuổi thì ông Donald Trump cũng nhiều tuổi quá, gần 78 tuổi rồi. Và trong tất cả những cái vấn đề mà tiền lệ để giải cứu thì ông Donald Trump đã có thể nói đã giải cứu rất nhiều người, và để được ân xá thì điều đó cũng có thể nói rằng hình như cái vấn đề tư, vấn đề cá nhân và tất cả những cái sự kiện mà chưa hề xảy ra nó sẽ xảy đến lúc này thì anh xin ạ. Thôi thì chúng ta cũng qua cầu gió bay, trời có làm sao không nhẽ nước Mỹ này, không nhẽ bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu người như vậy mà cứ để cho một cái tình trạng này nó kéo dài hoài sao. Nhưng mà chúng ta bên cạnh đó chúng ta cũng không nên lơ là, vì sao anh thấy tiền đâu, người ta một cái hy sinh cách tận tụy, người ta bỏ tiền, mà trong đó người Việt chúng ta cũng có rất nhiều người nha thưa anh, chứ không phải không đâu, người Việt có thể nói rất nhiều người họ cũng tận tình giúp đỡ theo cái lý tưởng của họ với ông Trung đó, chứ không phải là
có thể nó dám sống chết tự vì đạo em chung, nó chẳng phải giỡn chơi đâu. Đó là một vài cái chuyện mà chúng ta cũng muốn nói đến. Nhưng đặc biệt năm nay thì thường thông thường thì cuối năm thì thường tưởng tượng báo Time á, lúc nào nó cũng đưa ra một cái vài nhân vật trong năm. Thế anh nghĩ năm nay tờ báo Time nó sẽ đưa ai này thưa anh xem nào? Chắc là quý vị biết rằng ông Putin và ông Tập Cận Bình đó là có thể hai nhân vật nổi đình nổi đám trong năm vừa qua. Việc trước tiên chúng ta thấy qua những cái sự kiện mà ông Putin không có đi đâu được hết, chỉ có ở trong nước mà thôi, đi qua Trung Quốc thôi, vì vấn đề là chiến tranh ở Ukraine. Còn ông Tập Cận Bình thì có thể nói tôi thấy tôi đi lên sang phòng và tôi thấy ông qua đi đến đó thì có thể nói ông cũng được rất nhiều người để ý. Thành năm nay thì tờ tạp chí Time họ đã cho hai nhân vật là ông Vladimir Putin và ông Chủ tịch Tập Cận Bình là hai nhân vật có danh sách được đề cử là nhân vật trong năm 2023. Anh thấy sự kiện này nó có thể trở thành hiện thực được không thưa anh Sơn? Nhưng mà cái thành tích năm 2023 của ông mình với ông Putin là cái gì? Ông thật sự mà nói là người ta mới nhân vật trong năm thôi chứ chưa hẳn là có thành tích gì thưa anh. Chắc ví dụ mình nói nhân vật được nhiều người đề cập đến, được nhiều người nói đến, chưa biết nói đúng hay là nói sai, thích thầy ấy, nhưng mà cũng là một trong những người mà có thể nói rằng là được người ta đến nói đến nhiều. Đây là một trong những cái vấn đề cũng làm cho người ta quan tâm hơi nhiều đó thưa anh. Đó là chuyện mà chúng tôi muốn nói ở Mỹ mà thôi. Nhưng bây giờ thì qua một vài sự kiện khác, chúng tôi muốn nói đến với quý vị là chuyện ở Việt Nam, mà đặc biệt nhất là cái vấn đề gì ở Việt Nam đang bàn cãi đến. Thưa anh, ở Việt Nam đang bàn cãi đến lúc nào thì họ sẽ thấy được hình bóng của ông Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hà Nội thưa anh Xuân ạ? Cái chuyến đi đó thì nó đã ồn ào, được dự đoán cách ồn ào trước đây một vài Tháng tháng. rồi. À đúng Nhưng vậy. bây giờ có cái chi tiết nào mới mà người ta để ý tới cái chuyến đi của ông Vương Nghị qua gặp các giới chức của lãnh đạo Việt Nam không anh? Dạ thưa anh, đúng như vậy. Đó, anh đã đưa ra một cái gọi là cái cause, cái nguyên nhân rõ ràng để cho chúng ta có thể nhìn thấy rằng chuyến đi của ông Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ được thực hiện trong những ngày tháng tới đây ở tại Việt Nam. Việc trước tiên là chúng ta thấy cuộc gặp gỡ giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Hoàng Minh Chính ở tại Hà Nội, và ông Ngoại trưởng Vương Nghị cũng là một trong những nhân vật rất có thế lực, và ông đi trong một cái toán tiền trạm đến. Tất cả những tin tức mà hình như có vẻ bật mí ra trong những ngày gần đây thì có thể chuyến đi sẽ có ông Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 12 và ngày 13. Trong lúc đó thì cái chuyến tiền trạm của ông Vương Nghị có một ông bộ trưởng gọi là bộ trưởng bộ kế hoạch cũng như nhiều bộ trưởng thương mại đến để trao đổi cho tất cả những cái gì mà ông Tập Cận Bình sẽ có một cuộc gặp gỡ tới các viên chức Hà Nội. Mà gần đây nhất thì nếu chúng ta theo dõi tình hình thế giới thì chúng ta thấy Philippines ngày hôm nay đóng một cái vai trò coi vậy rất là quan trọng thưa anh Sina. Gần đây cái thế lực của ông của Philippines càng ngày càng gia tăng khi ông Duterte thì bị thay thế bởi ông Ferdinand Marcos qua một cái cuộc bầu cử. Thì chắc quý vị cũng đã biết ông Marcos là một người con trai của ông cựu tổng thống Marcos, một cái thời kỳ đã bị trục xuất khỏi Philippines. Thì chuyện gì? Đó là một trong những cái liên minh quân sự có thể được thành lập giữa Philippines, Malaya và họ muốn mời gọi Việt Nam vào, và không biết Việt Nam sẽ có những cái ý kiến như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình cũng là một cái lý do quan trọng để nhằm ngăn cản và không cho Việt Nam trở thành một cái liên minh này nữa. Mặc dù Việt Nam bây giờ trở thành một đối tác chiến lược và khi đã có những ràng buộc với đối tác chiến lược toàn diện thì chắc có lẽ Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề tham dự cái gọi là cái liên minh này thưa anh Sơn. Bé mấy Việt Nam nói tức cười luôn. Ông ngồi ông nghĩ chế ra chữ ngoại giao cây tre. Phải cái Anh có nghe trong lịch sử thế giới có học thuyết ngoại giao cây tre nào chưa? tôi lần đầu tiên sáng nay tôi nghe nói Là bamboo không liên minh với ai, không chống ai, đứng thẳng như cái tre. không hoành, không cuốn, không cong, không hoành. Nhưng cây tre Việt Nam á, ngoài cái tên gọi nó rất là kỳ cục, mà Việt Nam tự hào mình chế là học thuyết cây tre. Chả không, trên thế giới không có giống ai, không có nước nào là nó có học thuyết cây tre, cây dông cái gì. Nhưng mà quên một cái điều họ quên đó, họ nhìn cây tre, họ quên một yếu tố là rỗng ruột.
anh đã lớn lên miền miền quê là anh biết cây tre thì nó rộng ruột, có nghĩa là không có ai liên minh ở Việt Nam thật thà. Anh sống chết với tôi thì tôi sống chết với anh. Anh là nhà của tôi thì tôi là nhà của anh. Anh tận tình với tôi tận tình với anh. Anh gãi lưng nhau, vấn đề liên minh quân sự, liên minh ngoại giao là anh gãi lưng nhau mà sống và phát triển. Còn ngoại giao quay trên đó, anh không liên minh với ai, anh không gì, sống chết với ai thì ai sống chết với anh. Chứ Tôi không hoàn đặt ngược lại, anh không liên minh với ai thì ai liên minh với anh. Vậy như vậy thì nếu mà Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam chịu không nổi thì ai sẽ là người bảo vệ cho Việt Nam? Cho tôi nghĩ, tôi không nghĩ là một số người nói gì nói, tôi nghĩ cái chính sách mà của mấy ông tướng mà Việt Nam cái trình độ nó thấp quá, do vậy cái chữ nghĩa rồi nó tá tá đại Sài Gòn, ngồi nằm mơ như Nguyễn Phú Trọng vừa qua rồi bây giờ ngoại giao kỹ tre. Anh đã nghe họ nói họ ngoại giao đi tre không? Thật sự tôi nói thành thật với anh, sáng nay tôi lần đầu tiên tôi nghe nói vậy, mà anh nói rồi tôi mới Mà hiểu được là cái cây trong ruột thì trống rỗng mà thẳng trong đứng trong đó, rung rộng thẳng đứng. Tôi nghĩ không khéo họ chắc lại là... một người làm chính trị nói thì phải nhìn trong nhìn ngoài, nhìn trước nhìn sau. Cây tre nó được cái đặc điểm gì, nó đứng thẳng. Nhưng tôi lớn lên trong vùng cây tre mà, nhưng mà ngược lại cây tre nó gì, nó rỗng ruột. Anh cứ chơi, muốn chơi một người bạn nào nó rỗng ruột, anh nó không có không liên minh với anh, không sống chết với anh, Hồi xưa thì anh toàn là nhớ chót chót lưỡi đầu môi không à. Việt Nam sẽ tới build up một những cái liên minh mà chót lưỡi đầu môi. Cho nên bây giờ anh thấy chẳng hạn như là bây giờ Trung Cộng nó đem hạm đội nó vô, tàu chiến nó vô, nó đi sòng sọc vô trong hải phận Việt Nam. Việt vâng. Nam đang la lối tùm lên. Bây giờ giả dụ Trung Cộng nó đem quân nó chiếm hải, chiếm Việt Nam, anh nghĩ ai ai sẽ bảo vệ Việt Nam? Tại anh ngồi trong cây tre, anh sẽ sống chết với tôi đâu, mình sống chết với anh. Mình tôi nghĩ Nhà hàng xóm nó bị cháy, anh ngồi uống cà phê nghe nhạc thì tới bên nhà anh cháy, nó chạy qua nó cứu không? Tôi không hiểu mấy Việt Nam làm giống gì rồi đứa. theo tôi nghĩ thì chắc là vấn đề nó có một vài cái khía cạnh mà có thể cần phải giải quyết giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cái bình diện bang giao, và có thể nói gọi là 16 điểm vàng như đã hai bên. Tại vì chúng ta nhìn kỹ cái địa lý và cái vị thế của Việt Nam với Trung Quốc, thì dù chúng ta là những người ở xa hay chúng ta không còn gần gũi, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Trung Quốc họ ảnh hưởng đến Việt Nam rất nhiều. Tôi nghĩ Việt Nam không dám rời gáy Trung Quốc bất cứ hình thức nào, nhổ lông trên Trung Quốc cũng dám, nó biết biết tại sao Thì anh biết cái một cái mặt anh tại vì Trung Quốc nó có thế rất là mạnh với các nước khác trên thế giới, và một cái nếu mặt nó đã quyết định mà cô lập Việt Nam, đối đầu Việt Nam mà cô lập Việt Nam thì một mặt loạt nước sẽ đứng ở phía Trung Quốc, mà cái thị trường Trung Quốc nó lớn hơn, kinh tế của ngày Trung Quốc nó lớn xưa hơn. thưa anh, ngày xưa thì lúc mà năm 1975 xong thì chúng ta có đề cập đến vấn đề sự liên hệ giữa Việt Nam, vì hồi đó là Liên bang Xô Viết, và chúng ta có một vấn đề hình như chúng ta không mấy chung thủy với Trung Quốc, và sự kiện còn diễn ra dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nhưng rồi thì đến năm 1979 thì anh hồi đó chẳng ở Việt Nam, anh cũng thấy có một cái phong trào để phòng thủ bờ biển, để làm sao ấy, rồi tất cả những trận tấn công của Trung Quốc ở tại biên giới Tây Bắc, thì cho thấy rằng đã có manh nha một cái sự gọi là không bằng lòng của Trung Quốc, và họ có một cái điều, một cái quyết định là đi đến một giải pháp quân sự. Và kể từ đó đến nay thì vấn đề giữa hai quốc gia trên mặt thì có thể nói rằng là vẫn sống chung hòa bình, lúc nào cũng coi như là người ân 16 chữ vàng. Nhưng trên thực tế chúng ta phải nói một cái thực tế, người dân Việt Nam không mấy get along với người dân Trung Quốc. Tôi thấy hình như cái tôi nói một cái đại khái chung thôi, chưa chung thôi vậy. Và gần đây thì vấn đề bang giao giữa hai quốc gia, cái vấn đề du lịch Trung Quốc qua ở Việt Nam nhiều, thành ra cũng có nhiều cái vấn đề có thể nói tạo nên cái cơ hội cho người Việt làm ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, cái vấn đề chính là vấn đề liệu Việt Nam có giữ được cái bờ cõi của mình không?
khi mà tất cả những về phương diện về cái mặt đường biển hình như Trung Quốc hoàn toàn khống chế Việt Nam. Thế thì nếu chúng ta sống nhờ và có thể nói lây lất qua một cái gọi là kẻ mà để bao che cho chúng ta, mà người đó là một trong những người cũng không phải là có một cái quá khứ gì mà có thể nói là bảo đảm cho cái sự vội dậy của Việt Nam chúng ta, vì đến bây giờ ngay những cái vấn hàng hóa nông nghiệp chúng ta xuất cảng qua Trung Quốc thì có một vài biến cố gì họ có thể đóng cửa lại là thiệt hại về phía chúng ta rất nhiều. Trên cái phương diện ngoại giao thì luôn luôn Việt Nam trong muốn sống chung hòa bình với Trung Quốc, nhưng thực tế liệu Trung Quốc có muốn điều đó hay không, và họ muốn cái phần lợi của họ hay là muốn giải quyết tất cả những sự kiện mà gọi là thắc mắc giống như là mâu thuẫn giữa hai quốc gia cần được giải quyết, trong quá khứ họ không làm cái điều đó, họ không làm cái Bây điều giờ đó. tôi hỏi là Việt Nam về phương diện lịch sử, về phương diện địa lý, mọi phương diện về kinh tế, về mọi phương diện về quân sự, đủ thứ, là một quốc gia khép nép nằm ở cạnh Mỹ, nằm ở cạnh Trung Quốc. Và trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì coi như Trung Cộng là đàn anh. Thì bây giờ Việt Nam đi, trong khi nền ngoại giao giữa Mỹ và Trung Cộng đang có nhiều khó khăn, thì Việt Nam mở hợp tác toàn diện, hữu nghị toàn diện với Mỹ, thì anh nghĩ trong bản thân cái tận đấy tim em, đi tim em một tổng bị nghĩ gì, có nghĩ ông có nghĩ thực sự là Việt Nam là thằng thằng cáo trợ phản bội không? Thì chắc là cái đó thì cũng đã có một phần nào trong cái thời kỳ của ông Đặng Tiểu Bình đối với Việt Nam, cái chính sách của ông Đặng Tiểu Bình đối với Việt Nam, cũng giống như thời kỳ anh thấy có một ông Hoàng Văn Hoang, chẳng biết anh còn nhớ ông Hoàng Văn Hoang người đã Hoàng phó. Hoàng bay sang Trung Quốc lâu Dạ quá vâng, mình không biết, chắc chắn chết dạ rồi. thì bây giờ thì chết lâu rồi anh. Cái điều những cái chi tiết nó cho thấy rằng nó vẫn còn có vẫn nhiều cái sự mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng cái vấn đề chính bây giờ là cái vấn đề lẽ nhiên Việt Nam cần phải có một cái sự nâng đỡ về kinh tế với Trung Quốc, chắc chắn là phải có như vậy. Tại vì tất cả một cái thời gian dài Trung Quốc bây giờ là một nước đứng thứ nhì trên thế giới, mà hiện nay Trung Quốc cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, ngay cả vấn đề bất động sản, ngay cả vấn đề người dân từ thôn quê ra thành phố, và bây giờ từ thành phố không có công ăn việc làm cũng là một trong những vấn đề có thể nói là một vấn đề khó khăn cho chính Anh quyền của mình. biết Mỹ nó biết điều đó hơn hơn chúng ta. Cảm ơn. Bộ Ngoại giao Mỹ, Tòa đại sứ Mỹ nằm ở Việt Nam mà gián điệp đầy đẩy, nó biết cái vấn đề đề ra hơn chúng ta. Mà tại sao Mỹ nó mắt nhắm mắt mở ra Việt Nam xuất cảng hàng Trung Quốc sang Mỹ? Tại sao Mỹ nó để cho cái, anh biết cái cán cân về thương mại hiện nay, cái thâm thủng mậu dịch của Việt Nam với Mỹ mà bất lợi cho Mỹ, nó đứng hàng thứ năm trên thế giới này. Vâng. Mỹ, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ khoảng 100 tỷ trên 100 tỷ, nhập cảng từ Mỹ về không tới mười mấy 20 tỷ, khoảng 80 tỷ là thâm thủng thương mại. Và tại sao Mỹ nó im lặng, nó hạn chế Việt Nam, Mỹ nó im rờ bờ rờ vậy? Mỹ đang theo chính sách là tụi cho mày ăn ngập miệng, mày shut up và phải đi ngoan ngoãn theo tao. Cái chính sách đó là Mỹ, mà khi Mỹ nó phản bội, nó phản bội cũng nhanh lắm, Việt Nam Cộng Hòa làm ví dụ. Thì bây giờ thì chúng ta trở lại là thưa anh, thì lại như chúng ta chờ xem chuyến đi của ông Tập Cận Bình mang cái ý nghĩa gì. Việc trước tiên câu hỏi thứ nhất là tôi nghĩ, theo tôi nghĩ thì chắc là chuyến đi của ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong những ngày tới đây, đó là cái điều tôi nghĩ. Và đến bây giờ thì tin tức chưa có một cái thông báo chính thức nào của Việt Tân Xã cũng giống như tất cả các cơ quan của chính phủ cho rằng sẽ có mặt ông Tập Cận Bình đến trong cái thời gian tháng giữa tháng 10 này, giữa tháng 12 này. Tuy nhiên theo một cái sự hiểu biết của tất cả các giới báo chí cho biết thì chắc là cỡ khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 thì ông Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Hà Nội. Cái điều mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình đến Hà Nội trong cái lúc có những cái gọi là phát triển quan hệ ngoại giao đồng đều, đó là việc trước tiên, chúng ta phải nói việc trước tiên, đó là quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Pháp Quốc, bây giờ cũng ở Việt Nam với là Nhật Bản cũng trở thành một trong những quốc gia có những gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Và hôm nay thì tất cả các tin tức cho biết tình hình Biển Đông nó đang có đi đến một cái giai đoạn có thể nói khó khăn hơn nhiều lúc trước. Vì trước tiên sự trỗi dậy của Philippines, Philippines đã có một cái sự gọi là ủng hộ
và Philippines có một cái sự liên minh với Hoa Kỳ. Điển hình nhất là khi ông Marcos lên làm tổng thống thì ông đã để cho Trung Quốc ở cho Hoa Kỳ có bốn cái căn cứ ở dọc cái bốn cái quần đảo của Trung Quốc, và bốn cái địa điểm căn cứ này là bốn cái điểm có thể nhìn ra tới Hoàng Sa bất cứ lúc nào, cái tầm bắn tới Hoàng Sa bất cứ lúc nào. Và trong những ngày vừa qua thì người ta thấy cái mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia Philippines và Trung Quốc càng gia tăng. Trong đó, Trung Philippines đã cáo buộc hơn 135 tàu quân dân biển của Trung Quốc tập trung tại cái gọi là Đại Đại Ba Đồng. Cái sự kiện này mà lời đề nghị của Philippines trong cái kế hoạch của Hoa Kỳ đó, thì và Hoa Kỳ chắc là tôi nghĩ rằng cũng phải có một cái foundation, cái chấp thuận và cái hậu thuẫn của Hoa Kỳ để cho Mã Lai Á, Philippines và có thể Việt Nam trở thành những cái thành viên trong cái khối những quốc gia Đông Nam Á để bảo vệ cái hải lộ. Và cái điều này coi như là một trong những cái quyết định tuyên tuyến với Trung Quốc ở mặt đường biển, đặc biệt Anh nhất nghĩ Việt là Nam ký không? đó là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nói ra sáng nay. Thì tại sao có chuyến đi như vậy? Thế Việt Nam ký hay không ký? Ký thì được cái gì mà không ký thì được cái gì? Thưa anh, việc trước tiên Việt Nam liệu có mau chóng quên đi tất cả Không, những tôi gì? nghĩ Việt Nam không ký, tôi bảo ký với mày hả thành ngoại giao gây chuối với mày ngoại giao gây trê. Nhưng mà thưa anh, thật sự mà nói, nếu mình đặt mình ở những cái vai trò của những người lãnh đạo Việt Nam bây giờ cũng rất là khó khăn, nên không ký cũng không được, mà ký thì lại càng không được hơn nữa. Thưa hai cái như vậy, Đó. vì sao? Vì Việt Nam nếu như mà anh vào tham dự vào khối liên minh của Philippines với Mã Lai Á, thì tôi nói thật với anh, những cái tỉnh ở miền Tây Bắc là một cái mối đe dọa cho chính quyền cộng sản. Bây giờ Việt Nam á thì cực kỳ khó. Biển Đông á thì coi như là bị Trung Cộng nó chiếm, mà nó đe dọa là chiếm luôn. Hoàng Sa, Trường Sa lấy luôn. Và nếu nó lấy như vậy thì Việt Nam chỉ còn cái hải phận kêu sát vào biển bỏ mười mấy hải lý thôi. Nhưng mà thưa Thì anh Xuân Nam, cái điều này là một cái điều mà nếu mà chúng ta nhìn một cái tầm xa hơn, anh thấy những cái tỉnh ở Tây Bắc có chung với biên giới với Trung Quốc, những cái người dân ở đó phần lớn có một cái phong tục tập quán và ngay cả ngôn ngữ của họ nữa cũng xuất phát từ Trung Quốc. Và những rồi cái bây giờ anh thấy chưa hết, ở miền Bắc cũng vậy, biên giới phía Bắc, rồi anh nghĩ miền miền Tây của Việt Nam á, sông Mê Công hiện nay ai ai kiểm soát, nguồn nước là do Trung Cộng kiểm soát không, họ mày không ạ, đàng hoàng, tao tao siết nguồn nước lại thì toàn bộ miền Nam Việt Nam mình nhiễm mặn, toàn bộ À, cây thì trái Việt Nam thua cuộc luôn. thật sự mà nói, chúng ta đang cái trường hợp rất là khó khăn quá nhiều anh ơi. Tại vì sao? Nếu một cái cuộc chiến hoặc là một cái cuộc bùng phát diễn ra ở tại những tỉnh Tây Bắc, ví dụ như tỉnh Lào Cai, Yên Bạc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, ở trên đó phần lớn là những người Hờ Mông này, những người Tày này, những người Lào, những người Thái, họ ngôn ngữ của họ đâu phải là ngôn ngữ Việt Nam, họ có cái nguồn gốc ở tại Trung Quốc. Và nếu những cái sự kiện mà có thể khó khăn về đời sống kinh tế mà không cải thiện được họ, thì họ fail về bên kia là dễ dàng, lại thêm một cái vấn đề giải quyết nữa thôi. Bây giờ ai ai gây ra cảnh này, cái câu này anh thấy cái tình trạng hiện nay, cái kẹt Việt Nam là cái bài bài nhạc Trường Sơn tấn thoái lưỡng nan đi về Lận Đận, anh em Việt Nam rơi vào tình trạng tấn thoái lưỡng nan đi về Lận Đận, ai gây ra tình trạng này? Và cái tình hình mang giao giữa Trung Quốc và Philippines càng ngày càng có nhiều cái mâu thuẫn và căng thẳng quá nhiều. Thậm chí đến ngày hôm qua thôi anh, tức là đến ngày hôm qua, ngày 3 tháng 12 á, thì họ triệu hồi ông đại sứ Trung Quốc lên, và ông đại sứ Trung Quốc đã không có tới và cũng không gặp gỡ để làm gì. Thì tất cả những sự kiện này cho thấy rằng là tại cái khu vực đá ban đầu là một trong những cái nguyên nhân xảy ra cái tình trạng mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Và Philippines công bố việc thiết lập một cái trạm huấn luyện quân viên ở đảo Thi Tứ. Và đây là cái đảo lớn nhất của Manila, trấn giữ tại Biển Đông Thành. Và đảo Thi Tứ thì hiện nay đã có một cái căn cứ, nghĩa là một cái căn cứ quân sự của Trung Quốc cũng ngay tại đó. Và một trong những cố vấn cao cấp của an ninh quốc gia Philippines hiện nay cũng đang có những cái chuyến đi Thi Tứ. Và ngày hôm qua hôm kia thì là ông Emmanuel Macron, tổng thống của Pháp, lại cũng có một cái vấn đề trợ lực và coi về mặt quân sự cho Philippines trong lúc này nữa. Anh thấy những cái tin tức nó dồn dập đến như vậy, thì cho thấy rằng cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình sẽ có một cái phương hướng và có một cái điều kiện
Và trong những cái lúc mà nền kinh tế khó khăn giữa hai quốc gia, đặc biệt Việt Nam cũng vậy, trong chốc lát chắc lẽ nên sẽ bàn cãi một vài về hôm qua anh đã nói về những cái tin tức rất là tôi cũng cũng rất mọi người nghe thì họ thích thú về những tin đó. Thì nói tóm lại, Việt Nam đang chờ đón cái cuộc viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Nếu chúng ta nói về vấn đề mà gọi là cái chủ quyền của đất nước thì chúng ta có thể so sánh chuyến đi của ông Joe Biden, mặc dù là ông là một cường quốc mạnh đến Việt Nam, nhưng chưa hẳn ông Joe Biden có thể áp đặt được cái gì với Việt Nam qua cái hình thức chuyến đi của ông vừa qua. Nhưng mà ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam vào ngày tháng tới đây thì có thể ông áp đặt và bắt buộc Việt Nam phải chấp nhận một cái vài cái sự kiện có thể nó ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia dân tộc chúng ta mà họ phải làm. Vì sao? Thế chẳng đặt được. Thật sự ra nói với anh ở Việt Nam cũng khổ lắm. Mít lòng anh đã được bụng chồng, mà theo chồng mít lòng anh, bên theo Trung Mỹ thì Nhật thì mít lòng Trung Cộng, Dạ mà theo Trung Cộng thì rủi ro quá. vâng, Thì quá nếu rủi anh đứng bên phía ông Tập, ông nên đứng bên phía ông Quốc Trọng á, thì anh cũng 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 luôn luôn tay lái, hiểu ro. không? Mệt Cho nên thật. khi mà ông Bình, Tập Cận Bình mà mở ra tuyên bố nhận gì đứng tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba luôn, chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba, thế giới phản đối rần rần trời đất hết mà không ai tới dự. Thế khi ông Nguyễn Phú Trọng dắt Võ Văn Thưởng qua được triều cống, Tập Bình đã thấy khiếp sợ Việt Nam chưa, cái chuyến đi bày tỏ cái sự khiếp sợ Việt Nam chưa. Bây giờ Tập Cận Bình hoa cái thì ông Nguyễn Phú Trọng với anh ho hay quá, để dám làm gì khác đâu. Rồi cho bây giờ này nè, đại trường hợp này nè, bây giờ nếu như các cuộc xung đột giữa Trung Quốc và một nước nào đó tại Đông Nam Á mà không phải Việt Nam, thì anh em Việt Nam mới dám hỗ trợ nước Đông Nam Á để bảo vệ Biển Đông cho mình không, dành Biển Đông cho mình không? Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy, em ngồi giao cây tre, Cái là cái trong lòng nó không ngồi giao cây tre, đó. nó ngồi giao rỗng ruột, không dám đứng bên nào, không dám theo phe nào á. Mà trong thế giới như vậy thì thực sự bây giờ mình phê bình chính sách Việt Nam đi, đúng vậy, thấy rõ, ai Mà cũng thấy. vừa Nhưng thế thì mà anh và bây giờ tôi anh nếu anh đứng thế mà Nguyễn Phú Trọng làm gì cũng cực khó. hệ giữa anh và tôi này trải qua những cuộc chiến tranh Việt Nam, thế mình bắt đầu nhớ lại cái lịch sử quê hương mình từ thời Đinh Lê Lý Trần. Bao nhiêu chiến thắng ở trên dòng sông Hát Giang, bao nhiêu quân chiến thắng quân Nguyên, nhưng rút cuộc lại rồi vua chúa chúng ta cũng lại sang phái đoàn đi triều cống. Vì cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó đến Việt Nam quá lớn. Họ là có những cái tin vua anh hùng áo vải quân Tây Sơn, trời ơi một cái chiến thắng gọi là lẫy lừng trên thế giới chứ không phải còn hơn cả Nã Pháp Luân nữa, Napoleon nữa. Nhưng mà anh thấy cũng vẫn lại đời châu về hợp phố. Rồi trong cái thời gian qua anh nhìn lại anh thấy rõ ràng tất cả những sự kiện. À, cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam là gì? Cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì anh nhìn thấy rõ ràng là một cái mục đích để ngăn chặn cái làn sóng đỏ tiến về ở phía Đông Nam Á mà thôi. Mà Việt Nam là một trong những quốc gia cái địa lý và cái vị trí để làm công việc đó. Và cũng vì vậy mà bao nhiêu người đã chết một cách oan uổng trong cái cuộc chiến đó thôi. Nói rõ ràng thì cái vị trí và vị thế của Việt Nam với Trung Quốc á, nó khó để cho chúng ta có được một cái chiêu bài mà nếu không sáng suốt, không có một cái đường lối để tập trung dân chúng thì chắc lẽ chúng ta cũng lại bị đi vào cái gọi là cái biến biến cố mà đã trong cái bao nhiêu đã vây quanh cái khúc quanh lịch sử của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng tôi hỏi lại anh Việt Nam giàu có nhiều, Việt Nam Trung Quốc vĩ đại, Nga Trung Quốc đủ thứ chuyện. Thế có ai có nhà giàu có tiền đi qua ở nhà mua bên nhà ở bên Moscow không? Có ai đi qua mua ở bên ở qua bên, bên Bắc Kinh, qua ở Trùng Khánh, Thượng Hải ở bên đó không thân? Con cái đi học rồi này kia nọ, có khi nào nói bên đó không? Có người nào mà xin lỗi anh á, cái vấn đề mà gọi là Mary cũng vậy đó. Người ta bỏ hết để người ta qua châu Âu, châu nước Anh, Canada, nước Mỹ. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng cái ngày nay cái hiểu biết của người Việt Nam họ cũng nhiều và họ biết. Tôi có đọc cái thăm dò dư luận Cảm ơn. mà tôi quên chính xác con số là bao nhiêu, thì tuyệt đại đa số người Việt Nam theo Mỹ,
tuyệt đại đa số người Việt theo Mỹ, và chỉ có khoảng trên dưới 10% người Việt trong nước thì nghiêng về phía Trung Cộng thôi. Điều cho thấy rằng cái thăm dò nó cho thấy một điều là Việt Nam không có con đường nào khác, nguyện vọng dân chúng nằm ở đó là hướng về phía Mỹ. Bây giờ anh có ai cho con du học chưa, nói du học Trung Quốc không, du học Nga không? Anh có tiền nhiều, anh có về bên Trung Quốc mua nhà, mua ở bờ biển nhiều đẹp được ở không? Không, ở qua Mỹ với là qua anh qua Pháp rồi thôi, chứ không có Canada thôi, chứ không có mua ở bên Nga, bên Trung Quốc. Thì cái hiểu cái tôi chỉ nói chuyện đó, thì quý vị theo dõi chương trình chúng ta, quý vị có một cái nhận định mà chúng tôi không muốn nói ra cái sự việc nó quá tầm thường đi. Nhưng mà chắc là chúng tôi muốn nói đến một cái vấn đề rằng cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó mang một cái ý nghĩa mà có thể nói đưa đến những cái vấn đề quan trọng cho quốc gia của chúng ta. Và liệu Hoa Kỳ lúc này và Trung Việt Nam như thế nào? Lẽ nhiên chúng tôi là những cái nạn nhân của chiến tranh, chúng tôi không bao giờ muốn tất cả những sự kiện phe này, phe nọ, phe kia để tạo chiến tranh. Nhưng mà nếu chúng ta không lèo lái đúng thì có thể quốc gia chúng ta cũng lại thoát không thoát khỏi là được gọi là cái mâu thuẫn tranh giành quyền lợi ở trong khu vực. Thế đến bây giờ, quý vị thấy rằng nền kinh tế ở tại Việt Nam bây giờ đang đi vào một cái hướng như thế nào? Vì trước tiên hôm qua anh nói xong, tôi về tôi xem lại tất cả những sự kiện thì người ta cho thấy Việt Nam đồng ý phát triển mở mang kinh tế, nhưng mà dưới cái dạng làm thuê thôi, nghĩa là coi như là gia công thôi anh. Ông Samsung, ông tất cả các hãng lớn đào xe hơi đi đến Việt Nam sản xuất cho Việt Nam chạy xong xuôi rồi, chứ còn đâu có mang lại được cái kết quả gì tiền Cái đâu. tội, đó là cái tội ác lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam là gì biết không? Cái tội ác lớn nhất mà ít ai nói lắm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam là gì? Tước cái quyền sống giàu có và hạnh phúc của người dân Việt Nam. Mà nếu trước 1975 thì miền Nam mình nó ngang bằng ở Nam Hàn, ngang bằng ở Đài Loan. Bây giờ Đài Loan là Nam Hàn từ 39 tới 50 ngàn Mỹ Kim một năm, Dạ vâng. trong khi Việt Nam 4 ngàn một năm, 4 ngàn tư một năm. Thì ai lấy đi dân tộc Việt Nam trung bình là 35 ngàn cho đến 40 ngàn thu nhập một năm Vâng. đô la, là cái chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái gọi là đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 1975. Nó là cái địa ngục của Việt Nam, đó là con đường xuống xuống địa ngục của Việt Nam. Do Vâng. do vậy bây giờ còn cái thứ hai nữa, anh nhìn thấy này ngớ ngẩn đâu. Trong thời gian vừa qua anh đã có để ý hai cái nhân vật trẻ trung hơn ông Nguyễn Trọng bệnh đau nằm nhà không? Hai nhân vật trẻ là Phạm Minh Chính và ông chủ Võ Văn tịch Thưởng, nước Võ Văn Võ Văn Thưởng Thưởng, dạ. chạy lung tung khắp nơi trên trên thế giới này, thăm nước này thăm nước kia, mà dự hội nghị này dự hội nghị. Nhưng Dạ. mà cái câu hỏi đặt ra này, với chính sách ngoại giao cây tre thì ta nhìn thấy có thể liên minh với Việt Nam không? Họ muốn đến Việt Nam kiếm tiền làm ăn, họ muốn đến Dạ. Việt Nam chỉ kiếm tiền làm ăn chứ không có liên minh Việt Nam. Do vậy cái chính sách ngoại giao là sự phá sản lần thứ hai, năm Ừ. 1975 là phá sản lần nhất và chính sách ngoại giao là phá sản lần thứ hai, khiến cho Việt Nam rất là khó có con đường đi lên. Dạ vâng. Thật sự mà nói là đến lúc mà chúng ta có một cái tầm nhìn thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều học sinh, có nhiều người rất nhân tài. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Và họ cái nhân tài để vượt tìm một cái cách để tìm kiếm một cái sự sống khá hơn. Vì họ không thể nào mà cứ sống chạy đến dưới những cái người quyền lực của những đảng cầm quyền. Bây giờ anh đứng cái chính sách Mỹ nè, Mỹ nó chơi rất rất là hay, nó chính sách ngoại giao là vừa cây gậy của cà rốt. Mày nghe lời tao, mà hợp tác với tao mày bảo vệ tao thì tao tao cho mày cà rốt, cho thương mại mày vào tao thoải mái, ngược lại thì tao cắt Trung Cộng, tao còn cắt nữa, mà huống gì Việt Nam. Việt Nam nhìn thấy điều đó rất là rõ. Là nói tóm Do lại vậy đến đến lúc này chiến lược đu dây của Việt Nam không còn hiệu quả nữa đâu. đó, Chiến đó, lược đó. đu Bây không còn giờ hiệu quả nữa anh đâu. lấy con anh lấy con vợ nằm mà tối về nó nằm nó nghĩ tên khác thì anh có chung tình với nó không?
Đó là thái đó là độ thế giới đối với Việt Nam. dạ Anh có đi sách chiếu, đi Võ Văn Thưởng, Phạm Chính đi khắp nơi, người ta vẫn xúc các bình thường để yeah. phát triển thương mại. Cách đây Nhưng mà cỡ có khoảng ai, bốn có nước nào mà đứng ra mà chung chăn chung gối Việt Nam không? Không. một thập niên trước thì cái làn sóng tiền nó đổ dồn vào Việt Nam, bắt đầu đầu tư, bắt đầu người dân bán đất bán đai, thay đổi một cái đời sống, chịu đi nhậu ấy, về xe cộ tràn ngập, thì người ta luôn luôn nghĩ về ô đó là cái tương lai rồi, nhưng không, họ cái đó là một cái ý nghĩ, có tính cách thời cơ và một vấn đề gọi là tính cách là thời, nghĩa là dám cái nó it's not long term, nó không có cái chiều dài chiều sâu, nó là chỉ một cái khoảng cách đoạn, cái gọi là đoạn đoạn gì anh, cái tiếng 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 là Nhưng một mà cái thời gian ngắn. nói cho cùng ra cái chính sách ngoại giao gây tre đó là sao? Việt Nam Là đưa ra chính sách đó, nhưng mà cái anh người đứng, gây sự anh đứng cho thẳng, đó là có thể nó không bị bất khuất cây tre, mà họ lấy hồi xưa cái khẩu cái gọi là cái của Việt Nam là cây trúc, hồi xưa anh nhớ ông Ngô Diệm lấy cây trúc phải không, anh nhớ là họ nghĩ rằng là cái cây tre luôn luôn là đứng thẳng này, bất khuất này, và nó đa dạng, nhưng mà thật sự ra cây tre nó không đem lại được nguồn lợi ích gì nhiều đâu, nói thực tế mà như vậy. Nhưng mà kính thưa quý vị, là câu chuyện giữa chúng tôi và cái anh Đoàn Trọng từ Nam California đang tới hồi mà gây cấn sôi nổi, nhưng mà rất tiếc là câu chuyện hơi dài ngày hôm nay và chúng tôi nhìn từ đồng hồ thì lại hết giờ. Do vậy thì xin phép của quý vị, xin phép Đoàn Trọng, có thể anh Đoàn Trọng cho cái lời cái kết luận của nói chuyện ngày hôm vâng, nay là cảm ơn quý vị. Sáng nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một hình ảnh của một Việt Nam trong tương lai đối diện với cuộc viếng thăm của ông Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn của Trung Quốc đến như thế nào. Lại nhìn chúng ta hy vọng tất cả những cái quyền lợi, những cái gọi là chủ quyền của người dân của chúng ta luôn luôn được tôn trọng bảo vệ. Nói như vậy có nhiều người nói chúng tôi, ô chúng tôi đâu có bị gì đâu, phải không? Nếu quý vị nhìn xa hơn thì tất cả những cái sự kiện đó, nó từng bước nó sẽ đi đến một trong những cái vấn đề mà những người Trung Quốc họ đã có một cái tấm lòng luôn luôn tấm lòng chiếu cố Việt Nam. Và những quý vị nghĩ rằng như anh Nam nói sáng nay, quý vị, chính sách mà gọi là ngoại giao cây tre hình như tôi thấy không còn mấy thích hợp vào lúc này nữa, chắc có lẽ cây lộ nó còn thẳng hơn, nó còn bé hơn thì nó hay hơn. Thưa em, cảm ơn anh. thực sự ra mà nói, mấy ông không có kiến thức làm chính trị. Tôi hỏi nhưng mà Võ Văn Thưởng có được đào tạo về ngoại giao quốc tế đâu, và cái này phải là về chính trị đâu, cho nên cốc bỏ bỏ lên đó làm đảng viên có công với đảng, rồi bỏ lên đó làm chủ tịch nước thì ông bươi trong cái chức vụ ông biết gì mà ngoại giao gây tre gây Thôi tạm thời chúng ta chờ xem ngày mai cây tre nó mọc đến đâu, nó Dạ, thẳng ngày đến mai đâu. chúng ta mời quý vị trở lại chương trình ngày mai với Đoàn Trọng. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn Đoàn Trọng. Xin gửi lời chào đến quý vị, have có một ngày vui. Dạ, cảm ơn anh.